Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Liverpool với Manchester United 20 giờ ngày 12 tháng 7 năm 2022, Bangkok Century Cup 2022. Cập bến Old Trafford với nhiệm vụ phục hưng Man United, huấn luyện viên Erik ten Hag nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ. Nhằm sớm ổn định phòng thay đồ cũng như thể hiện cái uy của mình, Erik ten Hag đã ngay lập tức đưa ra hàng loạt nội quy. Dựa trên thông tin từ giới báo chí, những buổi tập của Man United đã diễn ra với cường độ cao hơn rất nhiều so với triều đại của Ole Gunnar Solskjaer hay Ralf Rangnick. Về cơ bản, Man United dưới thời Erik ten Hag có thiên hướng tấn công, hứa hẹn là một tập thể rất đáng xem. Mặc dù vậy, giáp mặt đối thủ rừng sỏ Liverpool ngay ở trận mở màn của tour du đấu mùa hè rõ ràng là liều thuốc thử quá nặng đô dành cho Quỷ Đỏ. Khách quan mà nói, lực lượng của Man United hiện tại bị đánh giá là kém chất lượng nhất trong nhóm Big Six. Trong hè này, đội chủ sân Old Trafford đã chia tay hàng loạt cầu thủ như Paul Pogba, Nemanja Matic, John Mata, Edinson Cavani hay Jesse Lingard, nhưng mới chỉ có đúng một sự bổ sung là Tyrell Malacia, hậu vệ cánh đến từ Feyenoord. Trong bối cảnh niềm hy vọng số 1, Cristiano Ronaldo vắng mặt vì lý do gia đình, thật khó để mường tượng ra Man United sẽ trình diễn một bộ mặt như thế nào. Với đội hình rất mẻ, có lẽ tài cầm quân của Erik ten Hag cũng chẳng thể giúp Man United tránh khỏi được thất bại trước Liverpool. Trái ngược với tình cảnh bất ổn của đại kình địch, Liverpool gần như đã xong việc trên thị trường chuyển nhượng. Tất nhiên, sự ra đi của Sadio Mane chuyển đến Bayern Munich cũng để lại khoảng trống lớn ở Anfield, nhưng sự xuất hiện của chân sút Darwin Nunes đến từ Benfica đủ để xua tan lo lắng. Ngoài ra, việc gia hạn thành công hợp đồng với Mohamed Salah đến năm 2025 cũng giá trị chẳng kém gì một thương vụ bom tấn. Nhìn hơn về mọi mặt, đoàn quân của Jurgen Klopp nhiều khả năng sẽ gieo sầu cho Man United trên đất Thái Lan. Tuy nhiên, với việc ra mắt người hâm mộ, khả năng cao Erik ten Hag sẽ cho ra sân đội hình mạnh để thử nghiệm lối chơi. Và đặc biệt là với đối thủ chuyên kíp, chắc chắn các cầu thủ Quỷ Đỏ sẽ thi đấu với quyết tâm cực cao. Với kèo châu Á Liverpool chấp 0.75, anh em nên cân nhắc cửa dưới. Trước kèo châu Á, Manchester United được chấp 0.75 full time. Ở mùa giải trước, Man United đã toàn thua Liverpool ở cả lượt đi lẫn về với tổng tỷ số 9-0, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử. Đây chính là minh chứng hùng hồn nhất cho sự chênh lệch rất lớn của hai đội. Với sự xuất hiện của Erik ten Hag trên băng ghế chỉ đạo, Man United hứa hẹn sẽ có những thay đổi trong lối chơi. Tuy nhiên, sự thay đổi nào cũng cần có thời gian và nhân tố phù hợp. Tuy nhiên, vì tính chất là giao hữu nên Liverpool khả năng cao sẽ đưa ra đội hình dự bị với những cầu thủ trẻ hoặc những tân binh. Ngược lại, MU sẽ cho ra đội hình gần như là mạnh nhất để thử nghiệm lối chơi, triết lý bóng đá mới. Với kèo châu Âu, anh em cũng nên cân nhắc MU. Chốt kèo châu Âu, Man United thắng. Về lý thuyết, trận thư hùng giữa Liverpool và Man United tại Raja Mangala chủ yếu mang ý nghĩa kinh tế cũng như quảng bá hình ảnh của hai đội. Nhưng với tính chất thù địch của trận derby lớn nhất xứ sở sương mù, chắc chắn cả Liverpool lẫn Man United đều sẽ thi đấu hết mình để bảo vệ danh dự của mình. Với lối chơi Gegen Pressing đã thành thương hiệu, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu Quỷ Đỏ vùng Merseyside ngay lập tức tràn sang phần sân đối diện ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phía bên kia chiến tuyến, một tín đồ của trường phái tấn công như Erik ten Hag đương nhiên không bao giờ muốn nhìn thấy đội bóng của mình chơi chịu trận. Đó là những lý do để tin rằng 90 phút sắp tới tại Raja Mangala sẽ diễn ra mãn nhãn và đầy ắp bàn thắng. Với kèo tài xỉu 3.25, anh em nên cân nhắc cửa tài. Trước kèo tài xỉu 3.25 chọn tài full time. Chốt kèo, kèo châu Á, Manchester United được chấp 0.75 full time. Kèo châu Âu, Manchester United thắng. Kèo tài xỉu 3.25 chọn tài full time. Dự đoán tỷ số Liverpool 2 Manchester United 3. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.